Cũng giống như nhiều vùng nghèo khó khác trên thế giới, nước uống sạch là mặt hàng khá hiếm tại Uganda. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nước uống không đảm bảo vệ sinh là nguồn gốc gây ra hàng loạt bệnh tật, chiếm khoảng 78% các trường hợp tử vong ở châu Phi. Hiện nay ở vùng nông thôn Kabale, miền nam Uganda, một thiết bị đun nước mới có tên là Jumpy đang được thử nghiệm. Đây là giải pháp mới giúp người dân tận dụng nguồn nhiệt khi nấu ăn để làm sạch nước. Jumpy là một thiết bị hình ống làm bằng hợp kim nhôm được cuốn theo hình xoắn. Theo tác giả phát minh, thiết bị này không gây bỏng đối với người sử dụng. Jumpy là một sản phẩm an toàn vì mặt bên ngoài của nó được tráng một lớp cách nhiệt. Do vậy, nếu tình cờ có ai đó dẫm lên nó khi vừa đun nấu xong thì cũng không sao hết. Không chỉ vậy, chiếc ấm đặc biệt này có thể đun nước nóng đến 86 độ C, mức nhiệt đủ để tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, bao gồm vi khuẩn gây bệnh tả và kiết lị. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm mẫu nước trước và sau khi đun. Theo đó, trước khi đun, hầu hết các mẫu nước đều nhiễm vi khuẩn. Tình trạng này đã được khắc phục sau khi đun nước bằng thiết bị Jompi. Một thiết bị đun nước Jompi có trị giá khoảng 20 đô la Mỹ, tương đương hơn 400.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá này chắc chắn sẽ còn thấp hơn nữa nếu Jompi được đưa vào sản xuất hàng loạt, hứa hẹn trở thành một công cụ đắc lực giúp chống lại bệnh dịch hoành hành do nước nhiễm bẩn tại các nước kém phát triển, đặc biệt là ở châu Phi. auch in Afrika das Menschenrecht auf sauberes Wasser durchzusetzen.